Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp từ công đoạn sản xuất đến tiêu thụ là một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng, tạo cơ hội tiêu thụ sản phẩm, cải thiện doanh thu. Việc phát triển kinh tế số trong các hợp tác xã trồng cam đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm ra toàn quốc và các nước trên thế giới. Đây là vườn cam rộng hơn 6 hectare được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại Xuân Phong, Cao Phong, Hòa Bình. Để đảm bảo toàn bộ cây cam đều được chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn, hợp tác xã Ba Tê Farm đang áp dụng quy trình quản lý trên nhật ký sản xuất điện tử. Phần mềm này cho phép hợp tác xã có thể quản lý mọi thông tin về chăm sóc cây đến từng hộ dân, từ số lượng phân bón, ngày cắt tỉa cây, lượng nước tưới đều được cập nhật hàng ngày. Đây cũng là cách làm mới được áp dụng từ khi sản phẩm từ cam được chứng nhận OCOP 4 sao của tỉnh Hòa Bình. Trong 2 năm trở lại đây thì Ba Tê Farm đã thực hiện triệt để cái việc ứng dụng cái công nghệ số vào cả quá trình sản xuất cũng như là cái việc mà thương mại sản phẩm ra thị trường. Trong cái quá trình sản xuất thì Ba Tê Farm đang áp dụng cái nhật ký điện tử Fay Farm, thì tất cả các cái hoạt động chăm sóc rồi là thu hoạch của từng thành viên sẽ được cập nhật hàng ngày trên cái nền tảng công nghệ số. Sau đó thì khi mà sản phẩm về thông qua các cái khâu sơ chế chọn lọc đóng gói rất là kỹ lưỡng rồi thì chúng tôi lại tiếp cận vào các cái sàn thương mại điện tử. Tất cả những cái sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho Ba Tê Farm chúng tôi đưa sản phẩm lên các cái sàn thương mại điện tử một cách tốt hơn. Hiện nay toàn tỉnh Hòa Bình có 828 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Có nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình sản xuất, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng thông qua các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của khách hàng, đồng thời hướng tới xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm bền vững. Hội nông dân tỉnh cũng triển khai các lớp tập huấn để hỗ trợ cho bà con nông dân, để hướng dẫn sử dụng Internet cũng như là điện thoại thông minh để cho bà con đăng tải các sản phẩm nông sản của mình trên các trang thương mại điện tử, và phối hợp với liên minh để tổ chức bán hàng trực tuyến online, giúp cho bà con cũng cơ bản hiểu được các nội dung chính của bán hàng online trên kênh điện tử. Niên vụ 2023-2024, tổng diện tích cam toàn tỉnh Hà Giang đạt trên 5.880 ha. Để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua các phương thức xúc tiến thương mại, Hà Giang đã đôn đốc các đơn vị trồng cam thực hiện quy trình chăm sóc, thu hái, vận chuyển, bảo quản cam theo hướng dẫn, xây dựng trang thông tin chương trình chuyển đổi số. Cùng với đó, huy động sự phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp nền tảng số nhằm triển khai đưa các sản phẩm nông sản như cam, chè san tuyết, mật ong bạc hà lên các trang thương mại bán hàng trực tuyến. Cái mặt hàng cam thì có những cái đặc thù nhất định. Thứ nhất là cái mùa vụ thì thu hoạch ngắn, cái thời gian thu hoạch rất là ngắn. Và hiện nay thì các cái cơ sở chế biến cam trên địa bàn tỉnh cũng như toàn quốc thì nó cũng chưa được phát triển, chưa có nhiều. Trong 9 tháng đầu năm thì Sở Công Thương đã phối hợp với lại các cái tập đoàn để đưa các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm OCOP lên các cái sàn thương mại như là Sen Đỏ hay là Vỏ Sò. Ngoài ra thì Sở Công Thương cũng trực tiếp hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để mở các cái tài khoản ở trên các cái ứng dụng khác. Trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, hầu hết các hợp tác xã trồng cam ở Hà Giang đều bị ảnh hưởng. Việc xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành phố và tiêu thụ sản phẩm cam Hà Giang theo phương thức truyền thống gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử, xây dựng các kênh bán hàng trực tuyến đã trở thành phương án hữu hiệu, giúp hợp tác xã tiêu thụ được cơ bản số cam của mình. Đối với tất cả các sản phẩm là nông sản thì trong đó có quả cam quýt của người trồng cam, và hợp tác xã chúng tôi thì cũng đã được đi tập huấn các lớp bồi dưỡng về đưa nông sản lên sàn. Thực tế là như đơn vị chúng tôi thì cũng đã cung cấp được 2 năm nay là đã cung cấp lên các sàn như sàn Sen Đỏ, Vỏ Sò đấy, và các sàn giao dịch ở trên sàn thì chúng tôi tiêu thụ qua đó thì cũng rất là tốt mà giá rất là chuẩn. Có thể thấy rằng trong thời đại 4.0 hiện nay,
việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đang được người nông dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp sử dụng để giải bài toán năng suất, chất lượng và giá trị mà hai tỉnh Hòa Bình, Hà Giang kể trên là một ví dụ. Điều này có ý nghĩa lớn đối với việc mở rộng thị trường đầu ra, đồng thời quảng bá, giới thiệu và đưa nông sản của các địa phương đến với đa dạng thị trường. Thực tế đó cho thấy, việc để người nông dân tham gia tiến trình chuyển đổi số cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và cả sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống phân phối, tiêu thụ.